Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Minh Vi trong bản tin FBNC tối nay. Xin mời quý vị cùng cập nhật những thông tin tiếp theo. Sau khi có những nhận định cho rằng Fed nên đẩy nhanh lộ trình nâng lãi suất, phiên cuối tuần qua đã quay đầu giảm nhẹ. Nhóm năng lượng giảm điểm sau khi giá dầu rời bỏ mức giá cao kỷ lục đạt được phiên trước đó. Kết phiên giao dịch cuối tuần qua, chỉ số Dow Jones giảm 0,2%, S&P 500 giảm hơn 0,1%, còn Nasdaq giảm không đến kể. Thị trường cuối tuần qua phản ứng với nhận định từ vị chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang tại thành phố San Francisco, ông John William. Vị này cho rằng Fed đã đợi quá lâu để nâng lãi suất và nếu lộ trình còn kéo dài thì sẽ gây tốn kém cho nền kinh tế. Nhiều khả năng Fed sẽ nâng lãi suất trong tháng 9. Dẫn đà giảm điểm là nhóm ngành tiện ích với mức giảm 1,2%, nhóm viễn thông cũng giảm 0,9%. Đây là hai nhóm ngành được cho là bị ảnh hưởng nhiều nhất từ động thái nâng lãi suất sắp tới của Fed. Mặt khác, sau khi giá dầu đạt đỉnh cao nhất trong 8 tháng thì đã quay đầu giảm nhẹ vào cuối tuần qua khiến nhóm năng lượng của S&P 500 giảm 0,8%. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu của Applied Material dị tăng 7,1% sau khi công bố lợi nhuận quý tăng mạnh mẽ. Cổ phiếu của hàng sản xuất máy móc công nghiệp Diri cũng đã tăng 13,5% nhờ nâng triển vọng lợi nhuận cả năm. Tính từ đầu năm đến nay, S&P 500 vẫn tăng 6,8% nhờ vào đợt chạy đua tăng tốc lên mức kỷ lục nhiều phiên liên tiếp mới đây. Tương tự như Phố Wall, thị trường chứng khoán châu Á phiên ngày hôm nay cũng ngập sắc đỏ khi các nhà đầu tư giao dịch thận trọng chờ động thái mới từ cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Chỉ riêng thị trường Nhật Bản tăng điểm nhờ đồng yên yếu đi. Kết phiên giao dịch ngày 22 tháng 8, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 0,3% is 200 của Úc giảm 0,2%, Sang Hai của Trung Quốc giảm 0,8%, còn Kospi của Hàn Quốc giảm 0,7%. Thị trường Nhật Bản tăng điểm nhờ đồng yên giảm giá so với đô la Mỹ, còn 176 yên đổi 1 đô la Mỹ, giảm từ mức 99 yên chốt tuần trước. Thị trường Úc phản ứng trước thông tin hãng xếp hạng tín dụng Moody hạ bậc tín dụng của các ngân hàng Úc từ mức ổn định sang mức tiêu cực. Mặt khác, thị trường này còn bị ảnh hưởng bởi nhóm năng lượng và nguyên vật liệu. Giá dầu giảm trong phiên đầu tuần cũng là một yếu tố để thị trường cho Á đi xuống giá dầu Mỹ phiên 22 tháng 8 giảm 1,8%, còn giá dầu thế giới, tức dầu Brent, giảm gần 2%. Trước kỳ họp của OPEC sắp tới, nhiều chuyên gia bi quan cho rằng sẽ không có mấy tác động. Thưa quý vị, một kế hoạch chiến lược dài 69 trang vừa được chính phủ Đức công bố mới đây được xem là đợt phòng thủ dân sự đầu tiên mà nước này thực hiện kể từ sau chiến tranh lạnh. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh an ninh tại châu Âu liên tục bị đe dọa hồi tháng 7 vừa qua. Trong chiến dịch phòng thủ dân sự đầu tiên được công bố kể từ sau chiến tranh lạnh, chính phủ Đức kêu gọi người dân nước này tích trữ đủ lương thực và nước uống đủ để dùng trong ít nhất 10 ngày. Bên cạnh đó, hệ thống y tế và cơ sở hạ tầng cũng được yêu cầu tăng cường khả năng phản ứng và hoạt động trong mọi tình huống. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức khẳng định, nội các nước này sẽ tiến hành chiến lược phòng thủ tự vệ trong bản kế hoạch kéo dài 69 trang, nhưng chi tiết của chiến lược này không được tiết lộ. Những ám ảnh từ thời kỳ Đức Quốc xã đã đeo bám quốc gia có dân số đông nhất châu Âu suốt nhiều thập kỷ qua. Do vậy, một chiến lược phòng thủ dân sự là cần thiết, đặc biệt là trong bối cảnh an ninh châu Âu đã liên tục đối mặt với hàng loạt các cuộc tấn công hồi tháng 7 qua. Trong đó, có hai vụ tấn công do tổ chức nhà nước Hồi giáo IS thừa nhận là thủ phạm. Bên cạnh kế hoạch kêu gọi người dân tham gia vào chiến dịch phòng thủ dân sự, Bộ Quốc phòng Đức cũng đang tập trung huấn luyện lực lượng quân sự tại nước này, phản ứng với mọi tình huống có thể xảy ra trong thời gian tới. Thưa quý vị, tòa án tối cao Argentina cuối tuần qua đã lên tiếng bác bỏ kế hoạch cắt giảm trợ cấp khí đốt của chính quyền tổng thống Mauricio Macri. Trước đó, dư luận nước này cũng đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với những đề xuất nêu trên. Tòa án tối cao Argentina cho rằng chính phủ nước này nên lắng nghe tiếng nói của người dân trước khi đưa ra quyết định cắt giảm những khoản trợ cấp cho khí đốt. Trước đó làn sóng phản đối trước kế hoạch này của chính quyền tổng thống Mauricio Macri đã diễn ra rầm rộ tại nước này trong thời gian qua. Hiện tại giá hàng hóa tại Argentina đã leo thang đến mức cảnh báo trong bối cảnh lạm phát đã chạm đến mốc 40%, riêng giá khí đốt tại nước này đã tăng đến 500%. Trong phán quyết của mình, tòa án tối cao nêu rõ theo quy định của pháp luật, chính phủ của tổng thống Macri buộc phải điều trần công khai nhằm tiếp nhận ý kiến về việc tăng giá khí đốt. Phản ứng trước phán quyết này, Chính văn phòng chính phủ Argentina, ông Marco Pena khẳng định, chính phủ cam kết sẽ sớm tiến hành các phiên điều trần công khai và dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 3 tuần tới. Sau một thời gian dài trì hoãn vì bất hòa giữa công đoàn công nhân và lãnh đạo, dịch vụ tàu điện ngầm phục vụ suốt đêm của Anh đã chính thức được mở cửa. Chuyến tàu điện ngầm đêm lên đến Underground nhằm phục vụ cho đối tượng hay làm việc đêm khuya, cũng như du khách có thể đi lại vào bất cứ thời gian nào trong những dịp cuối tuần. Dịch vụ này được hỗ trợ cho người làm việc ở London xuyên đêm cũng như những người thích đi du lịch. Chúng tôi phục vụ nhiều đối tượng với nhiều nhu cầu khác nhau. Dịch vụ được ra mắt đầu tiên ở các tuyến metro Victoria và Central đi qua khu vực trung tâm thủ đô London và những nơi lân cận như Notting Hill và Preston. Theo kế hoạch đến cuối năm, dịch vụ này sẽ được mở rộng cho các tuyến metro Jubilee, Northam và Piccadilly, sau đó sẽ dành cho các tuyến đi đến sân bay Heathrow. Vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm tiền giờ tôi không phải tốn tiền đi taxi nữa chúng tôi không phải phụ thuộc vào tuyến xe bus chạy dọc london nữa chúng tôi có thể đi tàu điện và tiết kiệm rất nhiều thời gian tôi nghĩ đã đến lúc london bắt kịp với phong trào của nhiều thành phố lớn trên thế giới tôi thấy an toàn hơn khi đi tàu điện ngầm đêm vì đi xe bus có khi tôi bị người khác theo dõi hay đòi lại như vậy tôi thấy dịch vụ này rất tuyệt vời Trước đó, dịch vụ đã được dự kiến ra mắt vào tháng 9 năm ngoái nhưng vẫn bị trì hoãn do các cuộc biểu tình của công đoàn công nhân về điều kiện làm việc và lương bổng.